Hôm nay thầy sẽ quay cho các bạn bài học biến cụ, quy tắc cộng, quy tắc nhân nha. Quy tắc cộng, quy tắc nhân. Đầu tiên thầy sẽ nhắc lại cho các bạn về các cái khái niệm của lớp 10 một chút. Nói với cái bài này là một cái bài nó gọi là khó hiểu. Đấy. Cho nên là thầy sẽ phải quay lại cái bài giảng này để giúp các bạn có thể hiểu được các khái niệm nó sẽ dùng hóa nha. Họ biết khá là khó hiểu. Cái thứ nhất là mình sẽ nhắc lại về kiến thức của lớp 10 một chút. Thứ nhất là phép thử. Phép thử là cái gì? Tức là bạn sẽ thử làm một cái điều gì đó, đúng không? Thử làm một điều gì đó nhưng bạn không biết chắc chắn nó sẽ xảy ra vào những cái trường hợp nào. Ví dụ như là cả bạn gieo một con xúc xắc. Đấy, gieo một con xúc xắc thì cả bạn không biết được nó sẽ rơi vào mặt nào, nhưng cả bạn sẽ biết được tất cả những cái trường hợp nó có thể xảy ra. Cả bạn gieo xúc xắc thì các bạn sẽ không biết được nó sẽ rơi vào mặt nào, đúng không ạ? Đấy, được, đó được coi là phép thử. Hoặc là cả bạn gieo một cái đồng xu thì các bạn sẽ không biết được nó sẽ rơi vào mặt sấp hay mặt ngửa. Đó, thì đó được coi là phép thử. Cái số 2 là không gian mẫu. Không gian mẫu thì là tất cả các trường hợp có thể xảy ra của một phép thử. Khi chúng ta thực hiện phép thử, chúng ta không biết chắc chắn nó sẽ rơi vào trường hợp nào. Sấp hay ngửa hay là mặt 1.2.3 chấm, nhưng mình sẽ chắc chắn một điều là gieo xúc xắc sẽ chỉ rơi vào mặt 1.2.3.4.5.6 thôi, chỉ có trong trường hợp đó thôi. Người ta gọi đó là không gian mẫu. Được chưa? Hoặc là gieo đồng xu, mình không biết là nó sẽ rơi vào mặt nào nhưng chắc chắn 100% chỉ có thể rơi vào mặt ngửa hoặc mặt sấp, thì người ta gọi đó là không gian mẫu. Là tập hợp tất cả các khả năng của một phép thử, cái này là của lớp 10. Hay số 3 là biến cố. Biến cố là một cái khả năng nào đó của không gian mẫu đó, mà đã xảy ra. Được chưa? Tức là ví dụ như là như là mình gieo xúc xắc thì sẽ có 6 chấm. Thì biến cố ở đây nó có thể là rơi vào một cái mặt có số chấm là chẵn, hoặc là rơi vào mặt có số chấm là lẻ, hoặc là rơi vào mặt có thể chia hết cho 2 hoặc là chia hết cho mấy đó. Đó là ví dụ biến cố. Hãy nói tóm lại, bạn có thể hiểu đơn giản biến cố là tập con của không gian mẫu. Tức là bạn lấy ra trong không gian mẫu. Đấy, ví dụ không gian mẫu thường ký hiệu là omega. Liệt kê cả phân tử 1 2 3 4 5 6. Thì cái không gian mẫu, cái biến cố người ta ký hiệu là chữ A hoặc chữ B chữ cơ. Ví dụ không biến cố sẽ là rơi vào mặt chẵn thì sẽ là 2 4 6, nó là tập con của không gian mẫu. Được chưa? Có xác suất thì chúng ta sẽ lấy số phân tử của cái biến cố chia cho số phân tử không gian mẫu, tức là na trên n omega. Ví dụ trong tình huống này sẽ là 3 mà chia cho mấy, 6, bởi vì ở đây có 3 phân tử, đây có 6 phân tử sẽ là 3 chia 6 nha. Đó, đó là công thức tính xác suất. Bây giờ mới đến các khái niệm liên quan đến lớp 11 này. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về biến cố giao và biến cố hợp. Biến cố giao được ký hiệu là A giao B. Ký hiệu là chữ U ngược. Chữ U ngược được gọi là biến cố giao của giao B. Đấy, ký hiệu này là ký hiệu giao. Ý nghĩa của nó tức là giao ở đây, tức là cả A và B đều có thể A và B đều xảy ra. Đấy, thì người ta gọi là biến cố giao. Nghĩa là như nào? Ở đây chúng ta có vẽ hình minh họa ra nhá. Đây là biến cố A và đây là biến cố B. Mình sẽ học cái này nó giống như bọn lớp 6 học, tức là sử dụng số đồ vén ấy. Giao hợp học từ lớp 6, giao là phần chung. Đúng ạ? Thì phân chung này, các bạn có công nhận với nhau là cái phân chung này này là của A mà cũng là của B. Tức là những cái phân tử nằm ở trong phân chung này là nằm vừa nằm trong A mà cũng vừa nằm trong B. Tức là A và B đều xảy ra cùng lúc. Khi nó nằm ở trong phân chung
thì cả A và B đều xảy ra, người ta gọi là phần chung, hay người ta gọi là phần giao, được chưa? Với bạn hiểu giao tức là cả A và B đều đồng thời xảy ra. Các bạn hiểu chỗ này chưa? Cả A và B đều đồng thời xảy ra tức là giao. Giao tức là đồng thời hai cái cùng xảy ra. Hiểu chưa nào? Tiếp theo, nói về hợp. Hợp thì chúng ta sẽ nói như này. Đầu tiên bạn bị ký hiệu đã. Ký hiệu là chữ U. Được chưa? Gọi là biến cố hợp của A và B. Nếu chúng ta vẽ sơ đồ Venn thì chúng ta đều hiểu hợp tức là hợp nhất lại, mình sẽ lấy cả phần riêng của A, phần riêng của B và cả phần chung của A và B, người ta gọi là hợp. Cái này học 6 rồi. Mình sẽ lấy phần riêng của A, phần riêng của B và phần chung của cả A và B. Đấy, thì người ta gọi là hợp. Và khi hợp với nhau thì người ta gọi là A với B, A hoặc B xảy ra. Nếu phân tử này, thầy chấm một chấm ở đây, nghĩa là phân tử này thuộc tập hợp A. Được chưa? Nếu thầy chấm ở bên này, nghĩa là phân tử B xảy ra. Như vậy, tất cả những phân tử nằm ở trong vùng này thì một là nó thuộc A hoặc hai là nó thuộc B. Tức là ta nói đơn giản A hoặc B xảy ra. Còn hiểu không? Thầy nói lại một lần nữa, tất cả những cái chấm ở bên trong này, được chưa? Một là nó thuộc A hoặc hai là nó thuộc B, đúng không ạ? Cho nên người ta sẽ nói A hoặc B xảy ra. A hoặc B, A hoặc là B. Đây, A này hoặc là B này, các bạn thấy con chuột không? A này hoặc B này. Còn nếu nằm ở phân chung của A và B thì những cái chấm này là nghĩa là đều nằm trong A và cũng đều nằm trong B, tức là A và B đều xảy ra đồng thời, nằm ở phân chúng tức là xảy ra đồng thời cùng một lúc. Còn nằm ở đây, nằm ở đây nghĩa là A hoặc B. Các bạn hiểu chữ hoặc chưa? Vậy cách nhớ của thầy như sau. Hãy nhớ đây là hợp. Hợp là có chữ H đứng trước. H ở đây tức là hoặc nha. H là hoặc. Đây là cách nhớ của thầy. Ở đây chữ nhớ H là hoặc. Hoặc là hợp, được chưa? Hợp là hoặc, hoặc là hợp nha, có chữ H. Hợp hoặc, hoặc hợp. Còn giao ở đây là liên quan đến chữ va. Giao là va, hoặc là hợp. Còn hiểu giao như nào gọi là giao, như nào gọi là hợp chưa? Được chưa? Chỉ cần nhớ một câu, hoặc nghĩa là hợp, giao nghĩa là va. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nói đến quy tắc cộng sản xuất. Ở trong phần hợp, hợp là hợp lại, nó sẽ có quy tắc cộng. Được chưa? Khi chúng ta muốn hợp hai thằng A và B với nhau, đấy, thì chúng ta sẽ cộng sản xuất với nhau. Hợp là cộng lại thôi, đúng không? Đấy. Và khi chúng ta cộng sản xuất của A này, sản xuất của A hợp B sẽ lấy sản xuất của A cộng sản xuất của B. Nhưng khi các bạn để hai vòng tròn này, chúng ta khi hợp hai vòng tròn lại với nhau thì chúng ta hợp cái phần ở giữa này bị thừa. Đây, các bạn quan sát tay của thầy. Khi chúng ta hợp với nhau thì có phải là chúng bị chồng chéo lên nhau, tức là chúng ta đang tính cái phần ở giữa này tận hai lần. Cho nên các bạn sẽ trừ đi một lần giao đi để nó không bị thừa nữa. Bởi vì thầy nói lại là khi chúng ta hợp với nhau, chúng ta ở phần giữa này các bạn đang bị tính thừa một cái. Được chưa? Thừa một phần số chung. Vậy bạn sẽ cần phải trừ nó đi nhá. Cho nên nó sẽ có là công thức là trừ đi P của A cho B. Vậy thầy nhắc lại, trong cái phần hợp, hợp là cộng lại thì chúng ta sẽ có là sản xuất của A cộng sản xuất của B. Được chưa? Nhưng phải trừ đi cái sản xuất của A cho B. Thì đây là cái công thức, các bạn hiểu công thức này chưa? Đó là phần giao và hợp. Tiếp theo, một khái niệm thứ hai là biến cố xung khắc.
Vì có xung khắc trong sách giáo khoa định nghĩa nó khá là khó hiểu, ở đây thầy sẽ định nghĩa một cách đơn giản hơn. Đó là A và B là hai miếng có xung khắc. Hai miếng có xung khắc nó sẽ không liên quan đến nhau. Được chưa? Nó là hai thằng không liên quan. Xung khắc ở đây là không liên quan. Ông ở chỗ của ông, tôi ở chỗ của tôi. Ông và tôi không liên quan đến nhau. Được chưa? Và vì xung khắc là bạn nghe từ xung khắc trong tiếng Việt tức là ghẹt nhau ấy, ghẹt nhau đến nỗi mà không thể hít thở chung một bầu trời đấy, kiểu như thế. Có ông thì không có tôi, mà có tôi thì không có ông, tức là hai ông này không thể cùng tồn tại. Tôi với ông không liên quan và cũng không tồn tại với nhau, không sống với nhau được. Cho nên không liên quan, thứ nhất là vừa không liên quan và cái thứ hai là cũng không thể nào tồn tại với nhau. Được chưa? Tức là không có điểm chung. Mà không có điểm chung thì nó sẽ là giao với nhau một rộng. Bạn có thể hiểu đơn giản là không cùng tồn tại được với nhau. Và không có điểm chung, không có điểm chung tức là A cho B là rộng. Đó là ví dụ, một ví dụ rất đơn giản và dễ hiểu này. Có hai bạn Dũng với Sâm cùng thích một bạn nữ. Đó, hai hôm nay cùng thích một bạn nữ. À, và giả sử bạn nữ này chỉ yêu một người nha. Không 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 có chuyện bắt cả hai tay ở đây. Đấy. Không không tính cái việc bắt cả hai tay. Bạn Dũng với Sâm cùng thích một bạn. Đấy. Đây. Đấy là bạn nữ. Đấy. Đây là bạn Dũng và bạn Sâm. Rồi, hai ông này cùng thích một bạn nữ. Và do bạn nữ này rất chung thủy chỉ yêu một người thôi, cho nên là hai bạn này không thể nào cùng tán đổ được bạn nữ. Tức là bạn nữ này chỉ có thể yêu bạn Dũng hoặc cũng chỉ có thể yêu bạn Sâm, không thể nào yêu cả hai. Được chưa? Vậy thì cái biến cố xảy ra ở đây nó chỉ có thể là Dũng tán đổ hoặc Sâm tán đổ thôi. Được chưa? Mà hoặc thì liên quan đến gì cả bạn? Đấy, hoặc thì liên quan đến hợp. Cho nên thường người ta ký hiệu là A hợp B, tức là hoặc Dũng hoặc Sâm tán đổ nha. Và hai biến cố này không liên quan đến nhau, Dũng với Sâm tán có một bạn nữ và không cùng tồn tại, không cùng tồn tại, không thể cùng xảy ra, tức là hai biến cố này là đừng có xung khắc. Một là Dũng tán đổ hoặc hai Sâm tán đổ, không thể nào cùng tồn tại với nhau được, đúng không? Đấy, cho nên nó sẽ gọi là biến cố xung khắc. Và khi biến số xung khắc thì Dũng tán đổ hoặc Sâm tán đổ, hoặc ở đấy là hợp 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 dấu hợp ấy. Đấy, và khi đó thì xác suất của Dũng người hoặc Sâm xảy ra sẽ là PA cộng với PB. Đúng ra theo công thức nó sẽ có là P của A giao B, nhưng mà do A với B giao B là rỗng, bởi vì xung khắc thì nó sẽ giao nhau là rỗng, không có điểm chung, cho nên là cái xác suất của A giao B bằng không, cái này bằng không, cái này bằng không, cho nên là sẽ chỉ có PA cộng PB thôi. Được chưa nào? Rồi, bạn hiểu cái khái niệm xung khắc chưa? Là không liên quan, không không thể cùng tồn tại với nhau, chỉ có thể Dũng hoặc Sâm tán đồ thôi, Dũng hoặc Sâm, mà hoặc là hợp, hợp là cộng nha. Thì vậy thì chỗ này nhớ chỗ này dấu cộng nha. Cái số 3 là biến cố đối. Biến cố đối thì cái này thầy chỉ nhắc qua thôi, vì chúng ta đã học cái biến cố đối ở lớp 10 rồi, đúng không? Biến cố đối là ngược lại thôi, được chưa? Biến cố đối là ngược lại với biến cố kia. Đấy, ví dụ như là chẵn ngược lại với chẵn là gì cả bạn? Lẻ. Được chưa? Biến cố không A được gọi là biến cố đối của A, kiểu là A ngang. Và xác suất của biến cố A cộng với xác suất của biến cố A ngang là bằng 100%. Ví dụ như là cả bạn đánh trắc nghiệm chẳng hạn, thì xác suất cả bạn trả lời đúng là 1/4, và xác suất trả lời sai sẽ là 3/4. Hai biến cố này hoàn toàn là đối nhau, đúng với sai là hai cái đối nhau. Được chưa? Nhưng các bạn cần phải phân biệt rõ giữa biến cố đối và biến cố xung khắc. Biến cố đối với biến cố xung khắc nó khác nhau. Rất nhiều bạn bị nhầm lẫn, không phân biệt được cái nào là như nào gọi là xung khắc, như nào gọi là biến cố đối cả. Đấy. Thì ở đây lưu ý là xung khắc ấy là không có điểm chung, biến cố đối nó cũng không có điểm chung, không ra nhau là rỗng. Đây, ví dụ chẵn với lẻ thì đó là biến cố đối. Được chưa?
chán về lẻ tại biển của đồi đối, và đồng thời chán về lẻ này cũng xung khắc luôn, bởi vì nó sẽ không có cái phân chung với nhau đấy, cho nên ta nói biến cố mà đổi nhau thì chắc chắn là xung khắc, bởi vì đổi nhau không có phần chung. Nhưng xung khắc thì chưa chắc đổi nhau, bởi vì như này, nếu thầy có số bi đỏ, số bi vàng và số bi xanh, thì đỏ với vàng, đỏ với vàng nó sẽ không có phần chung, tức là đỏ với vàng sẽ là xung khắc. Nhưng nói đỏ với vàng là đổi nhau là không đúng, đỏ với vàng không đổi nhau. Để cho đỏ với vàng xung khắc là đúng, nhưng mà đỏ với vàng không đổi nhau. Nếu nói chính xác, đỏ sẽ đổi với vàng và xanh. Đấy, hai thằng đối lập nhau. Đấy, tóm lại đỏ vàng xanh gộp lại nó ra không gian mẫu thì là đổi nhau. Được chưa? Đỏ sẽ đối với vàng và xanh. Nhưng đỏ lại không đối với vàng. Đỏ xung khắc với vàng nhưng đỏ không đối với vàng. Các bạn hiểu chỗ này không? Đấy. Đỏ sẽ đổi với vàng với xanh. Nhưng đỏ lại không đổi với vàng. Được chưa? Chẵn xung khắc, chẵn đổi với lẻ, chẵn cũng có thể xung khắc với lẻ. Được chưa? Đấy, nhớ nha, đổi nhau thì chắc chắn là xung khắc, nhưng mà xung khắc thì chắc chưa chắc là đổi nhau. Như vậy thầy vừa qua phần số 3 là biểu đối. Các bạn hiểu như nào là biểu đối chưa? Cái thứ tư là chúng ta sẽ sang biểu độc lập. Độc lập là gì? Độc lập, các bạn nghe từ độc lập tự do. Đấy. Độc lập tự do nhá. Tức là anh và tôi không liên quan đến nhau. Anh hoạt động trên đất nước của anh, tôi hoạt động trên đất nước của tôi. Tôi thích làm gì trên đất nước của tôi là tùy tôi. Ông hoạt động trên đất nước của ông không liên quan gì đến tôi. Được chưa nào? Đấy, ở đây ta ghi A và B là biển của độc lập, tức là A và B không liên quan đến nhau. Nhưng có thể cùng tồn tại. Được chưa? Không đổi, không thu ghét nhau. Kiểu không thu ghét nhau. Kiểu tôi với ông không liên quan, nhưng mà tôi với ông cũng có thể sống chung trên một bầu trời được. Đúng không? Đấy, ví dụ Việt Nam và Mỹ không liên quan đến nhau, nhưng mà có thể hít thở chung một bầu trời. Tức là hai nước của chúng ta, Mỹ và Việt Nam là độc lập, không liên quan nha. Còn quan như ví dụ như là Mỹ nó với Việt Nam ghét nhau đến nỗi mà muốn bắn bỏ nhau, gọi là triệt để nhau, thì gọi là xung khắc. Đấy, có thể cùng tồn tại với nhau cùng một lúc. Đấy, thì được gọi là độc lập nha. Các bạn đã hiểu cái từ độc lập chưa? Độc lập thì là liên quan, không liên quan đến nhau, nhưng mà hẳn lại có thể cùng chung sống với nhau. Còn xung khắc là không liên quan đến nhau, nhưng mà lại ghét nhau đến nỗi mà có thể tận diệt nhau. Ông tồn tại, tôi sẽ không tồn tại. Đấy, có ông sẽ không có tôi. Kiểu như này, các bạn hiểu độc lập xung khắc nha. Phân biệt nha. Đấy, và nhớ phân biệt cả xung khắc với biến cố đối luôn. Được chưa? Đó. Ba cái khái niệm này rất dễ nhầm lẫn với nhau. Ví dụ hai bạn sử dụng cái sấm tán hai bạn gái khác nhau, thì đây là hai cái hành động nó không liên quan, đúng không ạ? Xác suất của Dũng tán đổ và nữ là 0.7, xác suất Sâm tán đổ là 0.9. Hai biến cố này không liên quan nhưng có thể cùng xảy ra, bởi vì Dũng với Sâm tán hai bạn gái khác nhau mà, đúng không? Đâu có tán chung một bàn giống như trên này đâu, đâu có tán chung một bàn giống như trên trường hợp trên đâu. Cho nên Dũng với Sâm tán hai bạn gái khác nhau có thể cùng xảy ra được, và trên đấy là hai biến cố độc lập. Vậy người ta sẽ ký hiệu đấy là A giao B. Tại sao lại A giao B? A giao B tức là đây, giao tức là gì? Giao tức là A và B đều có thể xảy ra. Được chưa nào? Đây này, theo định nghĩa nhé, A giao B là đều có thể xảy ra. Có ai hiểu không ạ? Rồi, đâu rồi. A giao B tức là A và B đấy, tức là Dũng và Sấm đều có thể tàn đổ. Với xác suất của Dũng và Sấm đều có thể tàn đổ là gì? Người ta sẽ sử dụng đây gọi là quy tắc nhân. Được chưa? Đây gọi là quy tắc nhân. Dũng và Sấm đều có thể tàn đổ. Nha. Dũng và Sấm. Đây là xác suất Dũng và Sấm đều có thể tàn đổ. Các bạn thấy chữ va chưa? Các bạn phải để ý
chữ hoặc và chữ va, hoặc là hợp. Va là sao? Được chưa? Đấy, dũng va sấm đều có thể tản đồ. Ở con ở trên này là chỉ có thể dũng hoặc sấm tản đồ nhá. Đấy, ok. Đấy, trường hợp này dũng hoặc sấm tản đồ thì là hợp hoặc là hợp. Hợp là cộng. Còn dũng va sấm có thể tản đồ. Va là giáo. Giáo là nhân. Nhá. Ok. Trên đây chỉ là lý thuyết, còn thực tế thì khi thấy một cách đơn giản để các bạn dễ biết khi nào thì cộng, khi nào thì nhân. Đó là khi các bạn chia cả trường hợp 1, trường hợp 2, trường hợp 3 thì chúng ta cộng, còn lại hầu hết là nhân cả thôi nha. Nào, để cho kỹ hơn thì chúng ta sẽ đi vào cụ thể từng cái quy tắc, được chưa? Từng cái quy tắc. Này, ta sẽ sang bên trang bên này để chúng ta giải dễ nhá. Hai xạ thủ cùng bắn vào một bia đạn. Đấy. Đầu tiên là quy tắc nhấn cái đấy nhá. Xác suất bắn trúng một người người một. Trúng của người một là 0.6. Trúng của người hai là 0.7. Hai người cùng bắn trúng. Cùng bắn trúng tức là cùng có thể xảy ra, tức là đây là bị có độc lập. Thấy nó rồi, độc lập là có thể cùng tồn tại với nhau. Được chưa? Độc lập Mỹ và Việt Nam cùng sống. Đấy. Không thù ghét. Còn ví dụ thù ghét thì nó sẽ là súng khác. Súng khác là cộng nhé. Còn độc lập thì là giáo, giáo là nhân. Được chưa? Rồi thì như vậy là 0.6 mà nhân 0.7 thôi. Lấy 0.6 mà nhân 0.7 thôi. 0.6 mà nhân 0.7 được bao nhiêu? Được 21/50 đáp án B. Tiếp. Hai người cùng bắn trượt. Ở đây là trúng nha. Trúng thì các bạn sẽ cần phải có một cái bảng là bắn trượt. Trượt thì là ngược lại với trúng thôi, bị cố đối. Sẽ là chỗ này là 0.4 và chỗ này là 0.3. Các bạn lấy 1 trừ 0.6 là ra 0.4, 1 trừ 0.7 là ra 0.3. Vậy thì cùng bắn trượt, cùng bắn trượt tức là biến cố độc lập. Biến cố độc lập là nhân. Như vậy là 0.4 mà nhân 0.3. 0.4 nhân 0.3 thì có được 3/25. Đây, đáp án A. Rồi, câu C có đúng một người bắn trúng. Đúng một người bắn trúng à? Đúng một người bắn trúng tức là sao nhỉ? Đúng một người bắn trúng thì có thể là người thứ nhất bắn trúng, người thứ hai trượt, đúng không? Mình sẽ phải chia trường hợp này. Trường 1 là người 1 trúng, người hai trượt. Thì quy tắc nhân nào sẽ là trúng là 0.6, trượt là 0.2, người hai trượt là 0.3 nha, người hai trượt là 0.3, như vậy là 0.6 mà nhân 0.3 là 0.18 đúng không? Đúng nha, 0.6 mà nhân 0.3 được 0.18. Trường hợp số 2 là người một trượt. Những người hai là gì các bạn? Người hai là trúng. Người hai trúng. Thì người 1 trượt là 0.4 đúng không? Người 2 trúng là 0.7. Như vậy đây là 0.28. Vậy thì mình sẽ cộng với nhau thôi. Đấy, thì thay nó thôi. Chia trường hợp ra thì mình sẽ cộng lại. Bởi vì đây là hai biến cố gọi là súng khắc. Được chưa? Nó không liên quan đến nhau, cũng không thể nào tồn tại cùng một lúc được. 0.18 mà cộng với 0.28. Đây là 0.46. Tức là 23/50 đấy. Đảm bản sinh nhé. Rồi, tiếp theo câu hỏi số 2 nào. Câu hỏi số 2 nhé. Có hai thùng hàng sản xuất để lấy được sản phẩm tốt. Ở thùng 1 là 0.5. Sản xuất để lấy được sản phẩm tốt ở thùng 2 là 0.7. Đấy, tính sản xuất để có ít nhất một sản phẩm tốt. Được chưa? Như vậy mình cũng sẽ có thể chia ra hai trường hợp. Trường hợp 1 ít nhất một sản phẩm tốt đúng không? Sản phẩm 1 tốt, sản phẩm 2 không tốt. Sản phẩm 1 tốt là 0.5, sản phẩm 2 không tốt. Ở đây sản phẩm 2 tốt, sản phẩm 2 tốt là 0.7 thì sản phẩm không tốt sẽ là 0.3 đúng không? Nó thành 0.15. Trường hợp số 2, sản phẩm 1 không tốt nhưng sản phẩm 2 là tốt. Như vậy là 0.5 mà nhân với sản phẩm 2 là
tốt là 0,5, đúng không? Tốt là 0,5, vậy thì không tốt cũng là 0,5, bởi vì bạn sẽ lấy 1 trừ 0,5, tạo ra 0,5 ở đây. Và sản phẩm 2 tốt, sản phẩm 2 tốt là 0,7, như vậy là 0,35. Nhưng mà còn một trường hợp nữa, ít nhất một sản phẩm tốt thì có thể là cả hai sản phẩm đều tốt. Trường hợp 2, hai sản phẩm tốt thì là 0,5 mà nhân 0,7 là 0,35. Vậy thì cộng lại, cộng lại thì là bao nhiêu? 0,15 cộng 0,35 cộng 0,35, 17/20, làm đi thấy nhá. Được chưa? Nhưng ở cái câu hỏi số 2 này thầy sẽ muốn các bạn làm theo một cái hướng khác nữa. Đấy, đừng bồi chuyển nhá, đừng bồi chuyển này, đừng bồi chuyển này. Thầy muốn các bạn làm theo một cái hướng khác nữa nha. Ngoài cái cách này là thì các bạn sẽ thấy chúng ta khi phải chia quá nhiều trường hợp ở lớp 10 các bạn học rồi. Khi phải chia quá nhiều trường hợp các bạn có thể làm đó là làm phân bù. Đúng không? Phân bù, cách 2 phân bù. Phân bù tức là sao? Tức là ít nhất một sản phẩm tốt thì nó là không có sản phẩm nào tốt. Không có sản phẩm nào tốt. Không có sản phẩm nào tốt ở đây sẽ là ông này sản phẩm không tốt sẽ là 0,5. Ông này sản phẩm không tốt sẽ là 0,3. Tức là 0,15. Vậy thì ít nhất một sản phẩm tốt thì sẽ là 1 trừ 0,15 sẽ là 0,85, phải không? 0,85. 0,85 nó chính là 17/20 đấy các bạn. Đảm bảo đấy thôi. Thấy chưa? Đấy thì nhiều lúc là chúng ta sẽ phải để ý là nếu như có nhiều cái trường hợp thì các bạn sẽ cần chia trường hợp ra. Nha. Ta đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 3. Ba sao thủ ABC độc lập với nhau cùng nổ súng vào một mục tiêu. Xác suất bắn trúng mục tiêu của ABC tương ứng 0,4, 0,5 và 0,7. Xác suất có ít nhất một người bắn trúng. Thì cái này mình cũng sẽ khi mà có tự ít nhất thì thầy khuyên là các bạn nên dùng phần bù. Được chưa nào? Tức là các bạn sẽ đi bước 1 là các bạn sẽ làm đó là một người bắn trúng mục tiêu, tức là không có người nào, ngược lại sẽ là không có người nào bắn trúng mục tiêu cả. Được chưa nào? Đấy, thầy sẽ cắt ra cái bôi này. Không có người nào bắn trúng mục tiêu. Thang này trúng là 0,4, như vậy trượt sẽ là 0,6. Thang này trúng là 0,5 thì trượt sẽ là 0,5. Thang này 0,7 thì trượt sẽ là 0,3. Như vậy chỗ này sẽ là 0,6 nhân 0,5 mà nhân 0,3 thì quả là 0,09. Vậy thì ít nhất một người bắn trúng thì sẽ là 1 mà trừ đi 0,09 thì sẽ là 0,91. Đáp án B. Nhá. Ok, như vậy câu 3 này là B đúng không? Câu hỏi số 4 nào. Số 4 nha. Có hai xạ thủ 1 và xạ thủ 2. Xác suất bắn trúng của xạ thủ 1. Xác suất bắn trúng của xạ thủ 1 là 0,9, xác suất của xạ thủ 2 là 0,8. Lấy ngẫu nhiên một trong hai loại xạ thủ bắn một viên đạn thì xác suất để viên đạn bắn ra trúng đích. Được chưa? Ở bài này nó sẽ có hai công đoạn. Một là chọn ra xạ thủ, sau đó lại phải bắn trúng. Chọn xong thì lại còn phải bắn trúng nữa, cho nên có hai công đoạn. Trường hợp số 1 đó là chọn ra xạ thủ 1. Chọn ra xạ thủ 1. Chọn ra xạ thủ 1 thì xác suất chọn ra xạ thủ 1
là ở đây chúng ta có hai xạ thủ một đúng không, là 2/10 được chưa, 2/10 trên tổng số 10 người, ở đây có 8 xạ thủ 2 tức là 2/10. Tiếp theo chúng ta lại có xác suất bắn trúng của xạ thủ 1 là 0.9. Vậy thì ở đây là hai cái này nó phải đồng thời xảy ra, cho nên sẽ là quy tắc nhân 0.9. 0.2 mà nhân với 0.9 sẽ ra 0.18. Tiếp tục, trường hợp số 2 mình sẽ chọn nó xạ thủ 2. Xác suất để chọn nó xạ thủ 2 là là 8/10. Và xác suất bị bắn trúng của xạ thủ 2 là 0.8. Vậy thì chúng ta có 8/10 mà nhân với 0.8 là thành 0.64 đúng không? Vậy thì chúng ta có trường hợp 1 và trường hợp 2, thay của dàn cả bàn là chúng ta sẽ làm phải cộng đúng không? Đây là hai biểu cộng độc lập. Đây là hai biểu xung khắc không thể nào cùng tồn tại với nhau. Cho nên sẽ là 0.18 cộng với 0.64 bằng 0.18 cộng 0.64 thì còn là bằng 0.82. Được chưa? 0.82. Và đáp án của chúng ta là đáp án D. Được chưa các bạn? Rồi, ok. Như vậy là thầy vừa đi vào quy tắc cộng, quy tắc nhân là xong. Bây giờ chúng ta sang cái quy tắc số 2 là quy tắc cộng. Quy tắc cộng thì nó sẽ có hai loại, một là cái biến cố xung khắc hoặc hai là biến cố bất kỳ nhá. Thì các bạn nhớ cho thầy cái xung khắc này, chúng ta vừa học lý thuyết rồi đúng không? Xung khắc chúng ta vừa học cái lý thuyết rồi, được chưa? Đấy nhá, xung khắc thì xác suất để xảy ra xung khắc, tức là hoặc cái này hoặc cái kia, đấy, là phép cộng đấy, PA của PB. Còn xác suất để xảy ra đối với biến cố bất kỳ sẽ là PA của PB nhưng trừ đi PA giao B nhá, phải giao nữa. Ở đây là hai A và B là biểu cổ xung khắc này, PA 1/5, P của A hợp B là bằng 1/3 thì PB. Thì các bạn lưu ý cái công thức đó là PA hợp B bằng PA đem cộng với PB. Vậy thì bạn chỉ cần lấy bạn muốn tìm PB đúng không? Bạn chỉ cần lấy thằng này là 1/3 trừ thằng này 1/5 là xong. 1/3 mà trừ 1/5 thì còn 2/15 C. Được chưa? Rất đơn giản đúng không ạ? Ta tiếp tục nào. Câu hỏi số 2. Một lớp có 40 học sinh gồm 15 nam giỏi toán và 8 nữ giỏi lý. Viết rằng không có học sinh nào giỏi đều cả hai môn toán và lý. Không học sinh nào giỏi đều cả hai môn ý là muốn nói hai cái nhóm học sinh này là hai nhóm biệt của xung khắc, không thể cùng tồn tại. Không có thằng nào vừa giỏi toán vừa giỏi lý cả, tức là nó sẽ không liên quan đến nhau và cũng không tồn tại cùng nhau. Được chưa? Không tồn tại cùng với nhau nha, không có điểm chung ở đây. Vậy thì để tính được xác suất chọn được một nam giỏi toán hay một nữ giỏi lý, tức là ý câu hỏi này này, tính xác suất để chọn được một nam giỏi toán hoặc một nữ giỏi lý, cái chữ hay này và chữ hoặc như nhau, được chưa? Chọn một cái học sinh nam hoặc chọn một cái học sinh nữ, được chưa? Hoặc là hợp nha. Đó, thì hợp ở đây là cộng lại, quy tắc cộng. Vậy thì xác suất để A có A hợp B sẽ là xác suất để xảy ra biến cố A cộng với xác suất để xảy ra biến cố B. Được chưa? Rồi. Vậy thì chúng ta có PA chính là bằng, chúng ta có 15 học sinh nam và trên tổng số 40. Vậy xác suất sẽ là 15/40 cộng với 8 là nữ.
nữ là trên 40 luôn. Bây giờ ta có cộng với nhau sẽ là 15/40 cộng với 8/40 thì có là 23/40. Và đáp án của bạn sẽ được là bạn A nha. Nào, chúng ta có câu hỏi số 3. Tương tự, một lớp học gồm 40 học sinh, trong đó 15 học sinh giỏi toán, 10 học sinh giỏi lý, 5 học sinh giỏi toán lẫn lý. Ở đây các bạn sẽ thấy có 5 học sinh giỏi cả toán lẫn lý, tức là cái biến cố giỏi toán với biến cố giỏi lý là nó có phần chung. Được chưa? Đấy là không phải biến cố xung khắc. Biến cố xung khắc nó sẽ không có phần chung. Đây này, ví dụ như hắn sẽ phải nói cái câu đó là không có học sinh nào giỏi cả toán biến lý là để nói biến cố xung khắc. Lúc này A cho B bằng rộng ấy. Tính xác suất để học sinh đó giỏi toán hoặc giỏi lý, được chưa? Chữ hay này giống như chữ hoặc nha. Vậy thì chúng ta có xác suất để có A hợp B sẽ là A cộng B trừ đi A giao B. Xác suất để có biến cố A tức là giỏi toán sẽ là 15/40 cộng với xác suất của biến cố B là 10/40. Lúc này A giao B tức là phần chung của toán về lý ấy, thì sẽ là 5/40, đúng không? Đây này, 5/40, được chưa? Vậy chúng ta cộng với nhau 1/2. Vậy đáp án của bạn sẽ là A. Rất đơn giản, đúng không? Câu hỏi số 4. Tương tự, lớp 11A có 40 học sinh, trong đó 14 bạn thích nhạc cổ điển, 13 bạn thích nhạc trẻ, 5 bạn thích nhạc cổ điển và nhạc trẻ. Ở đây chúng ta có một cái chi tiết, đó là 5 bạn thích nhạc cổ điển và nhạc trẻ, tức là ám chỉ là đây có phần chung, nó không phải biến cố xung khắc, nó chỉ là một biến cố bình thường thôi. Tức là lúc này A hợp B sẽ bằng PA cộng PB trừ đi PA giao PB giao B. Làm tương như từ như câu trên sẽ là 14 bạn thích nhạc cổ điển là 14/40. Xác suất của thằng thích nhạc trẻ sẽ là 13/40. Xác suất để phân chúng xảy ra sẽ là 5/40. Lại tiếp tục cộng với nhau làm đều y hệt như trên. Rất dễ đúng không? 11/20. Đáp án là C. Câu B, bạn đó không thích cả nhạc cổ điển và nhạc trẻ. À, không thích nhạc cổ điển và nhạc trẻ. Còn ở câu trên là thích nhạc cổ điển và nhạc trẻ. Vậy ở đây đây là hai biến cố đối nhau. Mà đối nhau thì chúng ta sẽ chỉ cần lấy 1 trừ đi cái xác suất ở đây là được. Sẽ là bằng 9/20 đúng không? Đáp án B. Rất dễ. Đấy, các bạn nhớ không? Lấy 1 trừ đi biến cố đối là xong. Câu hỏi số 5 tương tự. Mình có 50 hồ gia đình nuôi chó hoặc nuôi mèo, trong đó 18 hồ nuôi chó, 16 hồ nuôi mèo, 7 hồ nuôi cả chó và mèo. Được chưa? Cho ngẫu nhiên trong một hồ trong phố tên thì sẽ xuất đề hồ đó nuôi chó hoặc nuôi mèo. Ở đây là biến cố hợp, hợp là hoặc, hoặc là cộng. PA hợp B sẽ bằng PA cộng với PB trừ PA giao B. Như vậy bạn được 18/50 cộng 16/50 trừ 7/50 xong luôn. Dễ không? Quá dễ. 18/50 cộng 16/50 trừ 7/50 giống câu trên được 27/50. Đáp án C. Hồ đó không nuôi cả chó với mèo, làm tương tự như trên, mình cũng sẽ lấy 1 trừ đi 27/50. Bởi vì hai biến cố này của câu A và biến cố của câu B là hai biến cố đối nhau. Như vậy kết quả của bạn sẽ được là 23/50. Đáp án B. Tiếp tục, ta đến với câu hỏi số 6. Tương tự thôi. Một nhà xuất bản phát hành hai cuốn sách A và B, thống kê cho thấy 50% mua sách A, 70% mua sách B, 30% mua cả sách A và sách B. Tính xác suất để người đó mua ít nhất một trong hai sách A hoặc B. Để làm giống như trên, tức là lúc này PA hợp B nó lại bằng PA cộng với PB trừ đi PA giao B sẽ bằng 50%, tức là 0,5 cộng 0,7 trừ 0,3
là thành mấy này? 0,9 đúng không? Đấy, đáp án D nhá. Vậy thì người mua đó không mua cả sách A cả sách B sẽ là 0,1. Cái này quá dễ, lấy 1 chứ 0,9 là sao? Được chưa nào? Tương tự. Câu hỏi số 7. Tại các trường trung học phổ thông của một tỉnh, thống kê cho thấy 63% giáo viên môn toán tham khảo bộ sách giáo khoa A, 56% giáo viên môn toán tham khảo bộ sách B, 28,5% giáo viên môn toán tham khảo cả hai bộ sách A và B. Tính tỷ lệ giáo viên môn toán của các trường trung học phổ thông của tỉnh đó không tham khảo. Chú ý các bạn có từ không tham khảo. Được chưa? Tức là ý muốn cái này như nào ấy? Nó thực ra là ý B của những cái câu 4, 5 và 6 ấy các bạn. Tức là bước đầu tiên này, để xác định được cái số giáo viên không tham khảo ấy, thì các bạn sẽ cần phải xác định là số giáo viên tham khảo bộ sách A hoặc bộ sách B đã nha. Tức là lúc này này, câu bài sẽ cắt ra cho dễ trình bày. Cái bước đầu tiên là các bạn sẽ lấy là PA hợp B, A hoặc B sẽ bằng PA cộng với sản xuất PB trừ đi PA cho B, thì mình sẽ lấy là 63% đúng không? Tức là 0,63 đấy cộng với 0,56. Lúc này có 0,285 giáo viên tham khảo cả hai bộ sách trừ 0,285, cái còn là 0,905. Và thì xác suất mà không tham khảo ấy sẽ là biến cố đối của biến cố trên đúng không? Vậy mình sẽ lấy 1 trừ 0,905 905 1 trừ đi cancer sẽ bằng 0,095. Đổi sang phần trăm thì mình sẽ nhân 100% lên, tức là bằng 95%, 9,5%. Được chưa? Các bạn nhân 100 lên nha. Rồi, câu 7 là đáp án D nha. Câu này quá dễ. Câu hỏi số 8. Số 8 nha. Đấy. Số 8 nào. Một trường trung học phổ thông Z có 30% học sinh chơi bóng chuyền, 45% học sinh chơi bóng đá bóng, 76% học sinh không chơi bóng chuyền và đá bóng. Hãy tính tỷ lệ học sinh chơi cả bóng chuyền và đá bóng của trường. Được chưa? Rồi, ok. Đầu tiên chúng ta có 76% học sinh không chơi bóng chuyền và đá bóng. Tức là mình sẽ có là gì nhỉ? Đầu tiên câu 8 thầy sẽ giải xuống đấy nha. 76% học sinh không chơi bóng chuyền và đá bóng, tức là mình sẽ có số học sinh phần trăm học sinh hoặc là tỷ lệ học sinh chơi bóng chuyền hoặc đá bóng, nó là biến cố đối của cái biến cố không chơi bóng chuyền và đá bóng, sẽ là 1 trừ đi 76%, tức là bằng 0,24. Đây là tỷ lệ của học sinh chơi bóng chuyền hoặc đá bóng, nó chính là tỷ lệ giữa A hợp B. Bây giờ mà cái P của A hợp B nó chính là PA cộng PB trừ đi P của A giao B, thì cái câu hỏi người ta là tính tỷ lệ của học sinh, tính tỷ lệ của học sinh chơi cả đá bóng và đồng chuyên, chơi cả hai loại tức là phân giáo đấy, chơi cả hai loại tức là phân giáo, tức là ý là một cái này thì thằng này là 0,24 đúng không, thằng này là 0,24 đúng không, vừa tính ở trên. Xác suất để có biến cố A là chơi cái bóng chuyên là 0,3, xác suất để có biến cố B là 0,45 trừ đi PA giao B. Vậy thì P của A giao B sẽ bằng là 0,3 cộng 0,45 mà trừ đi 0,24. Vậy đáp án của bạn sẽ được là 0,3 này cộng 0,45 này trừ 0,24 này,
cái gọi 0.51. Được chưa? Ok, xong. Đó là câu hỏi số 8. Nào, chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 9 nha các bạn nha. Câu hỏi số 9 nha. Số 9 nào. Số 9. Số 9 thì sẽ phải cắt ra này, làm cho nó dễ. Rút ngẫu nhiên một lá bài từ bộ bài tây 52 lá, tỷ xác suất để có biến cố. Lá bài được chọn có màu đỏ hoặc lá có số chia cho 5. Rồi, nó sẽ có hai cái biến cố này. Một là nó xảy ra màu đỏ, và cái số 2 là phải xảy ra là vừa phải chia cho 5 nữa. Được chưa? Đầu tiên chúng ta cần phân tích một chút là đỏ là như nào, gọi là đỏ. 52 lá thì nó sẽ chia thành, nếu bạn chơi bài rồi ấy, được chưa? Nếu bạn đã từng chơi bài bài rồi thì các bạn đều biết là nó sẽ có 26 lá đỏ và 26 lá đen, đúng không? Tổng lá lên 52 lá. Có hai loài mà, đúng không? Đỏ và đen. Thì trong đó sẽ có 13 loài là 13 lá từ 1 đến 13 là lá là cớ đấy. Ta gọi là lá cớ đấy. 13 lá là rố đấy. Và 13 lá là lá gì, gọi là giả bích ấy. Đúng không? Và 13 lá là lá chuôn, đúng không? Đấy, chuôn là như này. Đấy, chuôn. Ôi, chuôn nha, từ hiệu chuôn nha. Đấy. 13 là cứ sẽ chạy từ 1 đến 13. Cái này cũng thế nha, cả số này đều chạy từ 1 đến 13. Được chưa? À, trong đó thì chúng ta có số 5 và số 10 là chia hết cho 5. Chúng ta có phải chia ra 5 và 10 là chia hết cho 5. Đấy. Được chưa? Bây giờ người ta hỏi này, tính lá bài vừa có màu đỏ là gọi là biến cố A, vừa chia hết cho 5 vừa gọi là biến cố B. Đây có dấu hoặc là hợp ấy. Vậy để tính được xác suất A hợp B thì bạn sẽ cần phải xác định xác suất để có cho nó màu đỏ, cộng với xác suất để cho nó màu chia cho 5 trừ đi xác suất của A cho B. PA là xác suất để có màu đỏ. Màu đỏ thì mình sẽ có 26 lá trên 52 lá, đúng không? Xác suất A là 26 đến 52 là xác suất để có màu đỏ. Tiếp, xác suất để có được lá chia cho 5. Chúng ta có tổng cộng là mấy lá chia cho 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lá. 8 đến 52, 8 đến tổng số 52 lá. Xác suất để có lá chia cho 5. Tiếp theo là xác suất vừa chia cho 5 vừa màu đỏ, tức là gọi là A cho B. Vừa chia cho 5 mà vừa là màu đỏ thì sẽ là chỉ có 2 lá thôi, đúng không? 2 lá này là 2 lá là vừa chia cho 5 này, đúng không? Ở đâu? 4 lá chứ nhỉ, đúng không? Đấy, 4 lá. Được chưa? Có 4 lá. Sẽ có tổng cộng là 4 lá mà vừa màu đỏ mà cũng vừa chia cho 5, tức là 4/52. Xác suất để vừa là màu đỏ và vừa chia cho 5. Được chưa? Vừa chia, màu đỏ vừa chia cho 5, vậy thì chúng ta có 4/52. Vậy chúng ta sẽ có xác suất là A giao B thay số 3 thôi. 26/52 cộng 18/52 trừ 4/52 thì còn 15/26. Vậy đáp án là C nha.
Rồi, ok. Đấy nhá.